bản thân các doanh nghiệp nhỏ của Trung Quốc là đa phần ông chủ là tách từ những người làm thuê ở các doanh nghiệp liên doanh. Sau khi họ vào, họ nhìn thấy họ có thể tham gia một công đoạn ABCD, họ biến thành chủ con, dần dần từ chủ con thành chủ lớn. Ví dụ đầu tiên tôi gia công, nhưng khi mà tôi đã nắm được công nghệ, tôi đã nắm được chất lượng sản phẩm, tôi lại cải tiến vượt trội rồi, thì lúc đấy tôi mới xây thương hiệu. Có hai cách đi nhé, một là lấy thương hiệu trước xong rồi học cái kia, hai là tôi đi làm thuê trước, gia công trước, tôi nắm được hết, tôi nắm được cái lợi thế cạnh tranh hơn ông rồi, tôi bắt đầu xây dựng thương hiệu, thì tôi lại lật ngược lại. Thì đây là hai cái cách cơ bản để một doanh nghiệp từ nhỏ và vừa để làm sao mình nắm được cái cơ hội. Thì tương tự như Việt Nam chúng ta, thí dụ bây giờ một loạt các nhà máy FDI nó vào đây này, thì thậm chí nếu mình chưa đủ lực, mình có thể vào đấy làm thuê. Làm thuê để mình học, học thì học cách sản xuất một cái bộ phận, một linh kiện nào đó nếu nguồn lực mình không đủ lớn. Hai, tạo dựng mối quan hệ. Vì không phải tự dưng mình chui vào chuỗi cung ứng của người ta được, đúng không ạ? Nếu mình không làm cùng, mình làm sao biết nó bán cho ông nào, nó mua cái này ở đâu? Bản chất một doanh nghiệp chính là cái chuỗi cung ứng, đúng không ạ? Ông biết mua ở đâu, bán ở đâu, đúng không ạ? Và làm sản phẩm như nào thì ông có ba cái thứ đấy là ông sẽ tự làm được thôi, đúng không ạ? Thì đấy là câu chuyện mà các doanh nghiệp nhỏ, các bước đi để làm sao mình chuyển mình, thì là buộc mình phải chui vào được cái chuỗi. Chuỗi cung ứng ở đây là bao gồm cả thông tin này, công nghệ. Biết được thông tin thì sẽ làm được. Đấy, thì đấy là cái câu chuyện mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa nên có cái bước đi như vậy. Tức là tóm lại làm sao mình chui vào được cái chỗ người ta. Đấy, đấy là cái then chốt. Còn nếu mình không chui được thì vĩnh viễn không bao giờ mình học được cái gì của người ta cả. Cái thứ hai là mình phải chịu thiệt trước. Mình làm nhiều hơn nhưng mà chia cho họ có khi nhiều hơn. Thì họ thấy lợi thì họ mới hợp tác. Thì như ví dụ như tôi bây giờ đang có hai hợp tác với hai doanh nghiệp Trung Quốc cũng vậy. Gần như là mình phải là đến đây bày ra máy móc nha, nhà xưởng đấy cho thuê, chỗ ngoài thuê mặt bằng 80.000, tao chỉ cho thuê 40.000 thôi. Đúng không ạ? Rồi miễn phí trong giai đoạn đầu APC cùng làm. Đấy, xong rồi họ đầu tiên nó cử chuyên gia sang, xong mình cho người mình vào làm cùng. Dần dần quân mình học được thì mình sẽ làm chủ được, đúng không ạ? Và cái cuối cùng nữa thì này, một cái điểm yếu của bản thân tôi cũng mắc là thường người Việt mình nhìn ngắn hạn, đặc biệt trong cách tính giá thành để bán hàng. Thí dụ như Việt Nam mình, chúng ta tính giá thành ấy là thường chúng ta đầu tư, chúng ta tính khấu hao, kế toán mà nó học theo đúng bài bản là tính khấu hao bao nhiêu, chi phí nguyên liệu bao nhiêu, nhân công bao nhiêu, rồi cùng là tính ban đầu thì nhà máy sản lượng nhỏ, năng suất thấp, hàng hỏng hàng lỗi nhiều, giá thành rất là cao, thế là phải bán, phải cộng có lãi mới bán. Người Trung Quốc họ khác. Họ tính cách, ông chủ thậm chí cực kỳ văn hóa thấp nhé. Nhưng cách tính nó rất đơn giản. Nó nếu trong kế toán chính là biến phí và định phí thôi. Tóm lại nó chỉ sơ sơ là tiền nguyên liệu, tiền điện, tiền cơm bông là cái này là cái. Cứ bán vượt qua cái này nó bán. Cứ có đơn đã. Miễn là dòng tiền không âm. Chứ còn nó không quan tâm lỗ lãi. Mà nói vậy, tóm lại tao mua nguyên liệu, tao cộng sơ sơ là cái này hết 5 đồng, tao bán được 5 đồng mốt là tao bán đã. Nhưng nếu tính theo kế toán ấy, bán 5 đồng mốt có khi lỗ, vì có khi vì giá thành định phí định phí nó cộng mà nó lên đến 6-7 đồng, đúng không ạ? Nhưng chúng không, khấu hao là đất nó còn tăng hàng ngày, nó đích tính khấu hao. Ví dụ thế, máy, những cái máy cơ khí sắt về sau nó tăng gấp 3 lần, sau 10 năm thì có khi bán cái máy thanh lý vẫn còn thu hồi được cái vốn ban đầu. Chính thế nên người Trung Quốc họ tính giá rất khác chúng ta. Và hai nữa là tính giá tương lai. Hôm nay sản lượng như này, mới giới thiệu cái nhà máy tôi công suất 100.000 nhưng mà do đơn hàng ít thì 50.000 thôi. Nếu kế toán tính là nó sẽ lấy hết chi phí nó chia cho 50.000, dương giá thành rất cao, nhưng nó sẽ tính là giả định 100.000 đi, full đi, thì nó tính cái giá đó để người ta tính. Thì đấy là hai cái nghệ thuật để nó lấy đơn hàng từ nước ngoài mà các doanh nghiệp chú ý là nó tính rất đơn giản, nó chỉ trên biến phí nó bán, trên biến phí. Mọi người hình dung nếu ai, tức là những cái chi thật, dòng tiền cash out thật, còn cái đầu tư rồi không làm cũng mất mà. Nó, tạm thời nó chưa tính cái đấy vội, để khi nào nó nhiều lên rồi, mối quan hệ sâu sắc với khách hàng, nó mới bắt đầu gia tăng và nó lợi dụng những cái lần biến động giá, nó mới bắt đầu đẩy vào, hoặc là sản phẩm mới nó đẩy vào cái lợi nhuận sau. Nhưng ban đầu là nó cứ vượt biến phí, tức là cái giao thì thu về lớn hơn cái chi ra là nó chơi đã. Đấy, nó chưa tính công của nó chưa tính tiền nhà xưởng, chưa tính máy móc nó đầu tư, vì cái đấy nếu không làm, không có đơn hàng cũng mất. Đấy là một cái mấu chốt. Và như công thức trên Trung Quốc bây giờ tính nhé, hoàn toàn cái biến phí, tức là toàn bộ cái tiền chi nguyên liệu, tiền công nhân trực tiếp, tiền điện, nó chỉ cộng thêm khoảng 10-15%, trong khi nếu như Việt Nam đang tính giá thành sản xuất bây giờ nó phải lên đến 30-50%, mà nó chỉ cái xấu nhất là chỉ cần 15%, 10-15% là nó làm rồi.
Thì đấy đấy là cách, chính vì vậy đơn hàng Trung Quốc nó rất nhiều, còn còn doanh nghiệp Việt Nam nó cứ teo dần không có đơn hàng là vì thế. Thì như vậy một cái chuyển đổi trong cách tính toán lợi ích cực kỳ quan trọng, tức là mình phải tính giá tương lai, tính cái cơ hội vô hình chứ không nhìn vào cái hữu hình trước mắt để mà tính, để mà lấy đơn hàng. Thì đấy là mấy cái chia sẻ.